shop khởi nghiệp, xưởng chuyên sỉ váy đầm thời trang nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, chính sách giá hỗ trợ ưu việt, luôn cập nhật các xu hướng thời trang. Truy cập ngay website shopkhoinhiep.com hoặc liên hệ hotline 097-220-9844 để nhận ưu đãi tốt nhất. Thương vụ 1 USD giữa Shop & Go và Vincommerce trị giá bao nhiêu? Thị trường bán lẻ Việt Nam được dự đoán sẽ chạm ngưỡng 180 tỷ USD vào năm 2020. Miếng bánh bạc tỷ này có thực sự dễ nuốt không khi những năm gần đây các thương vụ mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực bán lẻ diễn ra ngày càng nhiều? Mới đây nhất, thương vụ chuyển nhượng trị giá 1 USD chưa từng có trong lịch sử ngành bán lẻ Việt Nam đã diễn ra. Nhân vật chính của thương vụ hy hữu này là chuỗi cửa hàng Shop & Go với tuổi đời 14 năm và tập đoàn 10 tỷ USD Vingroup. Hãy cùng Độc Đáo TV tìm hiểu những câu chuyện đằng sau thương vụ 1 USD này nhé! Về chuỗi cửa hàng Shop & Go và quyết định rút lui khỏi thị trường bán lẻ Việt Nam. Shop & Go được coi là chuỗi tiên phong trong mô hình kinh doanh cửa hàng tiện lợi khi gia nhập vào thị trường bán lẻ Việt Nam từ những năm 2005, nuôi tham vọng đi tắt đón đầu xu hướng tiêu dùng nhanh chóng và thuận tiện của người dân. Shop & Go đi theo mô hình cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/7, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, đồ ăn nhanh, thức uống pha chế và các dịch vụ tiện ích khác. Chia sẻ về quyết định nhượng lại toàn bộ chuỗi gồm 87 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động cho Vincommerce với giá tượng trưng 1 USD, vị đại diện của Shop & Go chia sẻ. Gia nhập thị trường bán lẻ tại Việt Nam từ năm 2005, doanh nhân nhận thấy đây là thị trường nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, càng đi lâu thì cạnh tranh càng khốc liệt và không như hình dung ban đầu của doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi quyết định rút lui. Lý giải về nguyên nhân lựa chọn Vincommerce của Vingroup mà không phải là một đơn vị nào khác, đại diện của Shop & Go cho biết, trên thị trường, tập đoàn Vingroup đã chứng minh được sự quyết tâm, năng lực vượt trội và đặc biệt là cái tâm của họ khi tham gia vào lĩnh vực bán lẻ, nên chúng tôi quyết định tặng lại Shop & Go để họ tiếp tục đầu tư và phát triển. Như vậy, Vingroup sẽ làm gì sau thương vụ sáp nhập 1 USD này? Các cửa hàng Shop & Go sau sáp nhập sẽ được chuyển đổi, nâng cấp mọi mặt từ cơ sở vật chất, hàng hóa, nhân sự, cũng như thống nhất cơ chế quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart Cộng hiện nay. Dự kiến toàn bộ công đoạn tiếp nhận và chuyển đổi sẽ được hoàn tất trong tháng 4 năm 2019. Sau một loạt thương vụ mua bán và sáp nhập các chuỗi cửa hàng bán lẻ, Vincommerce đang ở vị trí dẫn đầu thị trường bán lẻ Việt Nam với 108 siêu thị Vinmart và khoảng 1.900 cửa hàng tiện lợi Vinmart Cộng trên toàn quốc. Và sự thật đằng sau thương vụ 1 USD của Shop & Go. Theo đánh giá của một số chuyên gia, đây được xem là động thái rút lui không kèn không trống, một tuyên bố phá sản hơn là một hành động cho tặng đơn thuần. Thực tế, trong những năm gần đây, thương hiệu Shop & Go gặp rất nhiều khó khăn. Hai năm 2015 và 2016, hệ thống cửa hàng này báo lỗ lần lượt 17,8 và 38,6 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến cuối năm 2016 là gần 205 tỷ đồng. Thương vụ chuyển nhượng có giá tượng trưng 1 USD chứ không phải cho, tặng với giá 0 đồng, thực chất nhằm hợp pháp hóa quá trình chuyển giao các khoản nợ cho Vincommerce, nguyên nhân chính khiến Shop & Go rút lui khỏi thị trường. Bởi vậy, cái giá Vingroup chính xác phải trả khi sáp nhập chuỗi 87 cửa hàng Shop & Go không nằm ở con số 1 USD tượng trưng kia. Bạn có nhận định gì về thương vụ hy hữu nhất trong lịch sử thị trường bán lẻ Việt Nam này? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận của bạn ngay dưới video này. Và cũng đừng quên subscribe Độc Đáo TV để đón xem những video thú vị tiếp theo. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!